Chào cả nhà và chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Rất vui gặp lại mọi người trong clip lần này. Và hôm nay mình sẽ lại phân tích thêm một biêu ngọc mới dành cho Tara để cho mọi người có thể tham khảo một cách chơi đa dạng hơn, cũng không có một cái biêu ngọc và biêu đồ nhất định nào đó, mà mình sẽ lên một biêu đồ áp dụng theo từng trận đấu và theo những cái lựa chọn mới để cho mọi người có thể tham khảo và chơi lựa cái lối chơi phù hợp với mình nha. Ok, và hôm nay mình lại đi rừng với vị tướng Tara nha. Và anh em nào mới lần đầu tiên đến kênh của mình có thể cho mình xin một nút like cũng như một lượt đăng ký kênh ủng hộ kênh mình, giúp kênh mau chóng phát triển nha anh em. Rồi, nói về cái phần điêu ngọc, mình hôm nay mình sẽ so sánh cái phần ngọc máu tối đa và ngọc giáp cũng như giáp phép nha. Về chất tướng của Tara thì mỗi một cái 1% máu mất đi thì nó sẽ được cộng từ 5 đến 7 công vật lý, nên cái lượng máu tối đa nó cũng chiếm một phần nhỏ thôi chứ cũng không quan trọng lắm. Chủ yếu là nó bị chịu sát thương nhiều thì nó sẽ tăng lượng sát thương của nó lên thôi. Máu tối đa cao thì chủ yếu là nó thể là duy trì cái độ trâu của nó, duy trì giữa giao tranh thôi, chứ thật sự mà mình đánh nhanh rút gọn thì máu tối đa cũng không có quan trọng lắm đâu. Nên là mình thấy cái lượng giáp thì nó cũng chiếm một phần khá là ok. Khi mà lượng giáp cao thì nó sẽ trở nên cứng cáp mạnh mẽ hơn, mình có thể chịu đam tốt hơn nè. Mình thấy lượng giáp dành cho con này thì cũng khá là ok luôn. Mình cũng có test thử vài trận đấu thì mình thấy khi có giáp thì nó lăn xả ban trụ đồ, nó thấy nó cũng chịu đam rất là tốt luôn nha. Và lượng giáp đầu game thì mình thấy ngon hơn lượng máu, tại vì lượng giáp đầu game thì nó chịu được sát thương vật lý. Còn nếu mà mình thấy trận đấu mà có nhiều sát thương phép quá, mình lên cái giáp phép là đảm bảo nó sẽ khả năng chống chịu cực kỳ tốt luôn. Rồi, trong trận đấu này mình sẽ lên cho Tara bản ngọc về giáp và giáp phép luôn nha. Tại trận đấu này tướng địch thì nó sẽ có ưu tiên về phần tướng phép và có tướng đam nữa, nên là mình lên 5 viên giáp và 5 viên giáp phép nha. Mình thấy cái giáp với giáp phép mình lên lẻ lẻ vậy nó sẽ lời hơn là cái viên mà giáp và giáp phép không. Nếu mà cái viên mà giáp phép thì nó chỉ được 5 giáp và 5 giáp phép thôi. Còn trong khi đó mình lên cái viên mà giáp không á, mình sẽ một viên nó sẽ được cộng 9 giáp, một viên giáp phép cũng sẽ cộng được 9 giáp phép nha. Nó sẽ lời hơn nè. Và tùy trận, nếu mình được thì mình sẽ nên soạn 3 bản ngọc để mình thử nha. Nếu mà trận đấu mình gặp quá nhiều sát thương đam cũng như là sốc sát thương vật lý thì mình sẽ lên bản ngọc giáp không luôn, mình không cần lên bản ngọc giáp phép luôn. Còn nếu mà trận đấu mà mình gặp quá nhiều đối thủ mà sát thương phép, ví dụ 2-3 con phép một lượt, thì mình có thể là lên bản ngọc giáp phép thôi. Còn nếu mà trận đấu như thế này, có giáp, có giáp phép thì mình sẽ lên bản ngọc 5 viên giáp và 5 viên giáp phép nha. Khi mà mình chơi một vị tướng nào mà tủ quá, mình thường xuyên chơi thì mình nên soạn một bản ngọc riêng cho nó để mình có thể tối ưu được sức mạnh của nó nha. Bản ngọc là một cái gì đó rất là cần thiết cho một vị tướng, giống như là đầu game mà không có bản ngọc thì thua. Bản ngọc rất chiếm phần rất là lớn cho cái con tướng đó luôn. Đầu game không có bản ngọc là nó rất là yếu luôn nha. Trận đấu này thì team địch khá là khó chịu khi có rất là nhiều vị tướng khống chế, giống như Mina nè, Illumia nè, còn thêm vị tướng Alistair nữa. Và mình cần có một cái độ cứng cáp nhất định cũng như một lượng máu để mình có thể duy trì giữa cái lòng địch để mình cấu chiêu của nó bớt. Giống như pha này mình sẽ lao lên để cho Alistair
rối chiêu mình, và team mình có thể dồn combo để mình hạ nó nha. Chứ nếu mà team mình những vị tướng mỏng mỏng ra nó dồn combo là chết rồi, không có đủ để duy trì để cho team đánh đâu nha. Ok, pha này mình bật chiêu cuối lên và mình lăn xả lên để mình càn quét team địch nè. Nhớ khi mà có vị tướng Alistair thì mình trước khi mở giao tranh mình cấu rỉa trước đi. Trước khi mở giao tranh mình nên bật cái anti trước nha. Nhiều lúc mình phóng ra mình còn máu mà còn chiêu nhưng mà mình không kịp xài, nó chụp mình cái anti là mình sẽ không có xài chiêu cuối được luôn. Rất là khó chịu. Trận đấu này thì vị tướng đi rừng bên kia là Murat, với một cái kinh 3 ớt mới rất là đẹp luôn. Murat chơi rất là hay luôn nha. Đầu tư một cái kinh 3 ớt mà chơi không hay thì rất là tiếc luôn. Bạn Murat chơi rất là hay luôn. Đó là một đối thủ khá là đáng gờm trong trận đấu hôm nay nha. Pha này không biết mình có kịp ăn con rồng này không nữa. Rồi mình bị xúc luôn ba bạn rồi. Em bạn khống chế khá là tốt luôn, là mình không bật được cái anti luôn. Mình còn chiêu cuối mà không xài được luôn. Và cái build đồ đi rừng thì cũng như mọi ngày. Build đồ này là build đồ giống như là phổ thông rồi, nên là mình sẽ không nói lại. Cái build đồ này mình sẽ để ở phần trong đầu game, đầu clip nha. Mọi người có thể tham khảo để coi, nếu mà thấy phù hợp thì có thể áp dụng thử để chơi coi nó hiệu quả không nha. Rồi, và anh em nào có muốn mình thử với cái build đồ cũng như build ngọc nào mới, hoặc là anh em thấy build đồ nào hay, có thể gửi cho mình và comment ở phía dưới phần bình luận để mình có thể làm thử để coi cho anh em xem những clip nào phù hợp với mình, những cái phong cách chơi phù hợp với từng người nha. Mình thì mình sẽ nghiên cứu rồi bày mò làm những cái build đồ mới cũng như build ngọc mới để có thể tối ưu được cái sức mạnh của vị tướng này. Mình thì chơi thường chỉ chơi vị tướng này thôi, những vị tướng khác thì mình lâu lâu mới ra thôi. Nên là nếu mà anh em nào có đam mê về vị tướng này thì nhớ luôn ủng hộ mình nha. Rồi, đây pha này mình sẽ bật cái anti và càng giữa ba bạn luôn nè. Rất là trâu luôn nha, cân ba luôn. Nhưng mà team nó chạy thoát rồi, pha đó mình không hạ được bạn nào, và team mình đã lên hạ được một người rồi. Trận này team bạn khống chế nhiều, còn team mình thì lại thiếu đam. Team mình chọn con bò đi top, rất là khó, rất là thiếu đam luôn. Rồi, pha này mình bật cái anti lên và mình lại càn giữa hai bạn nữa nè. Bánh heo đang bắn khá là tích cực vô mình, nhưng mà với lượng máu trâu của mình thì nó không thể nào hạ được mình rồi. Càng chịu sát thương thì cái lượng đam mình gây ra càng cao, nên là nó không hạ nổi mình, với kèm theo cái giáp thống khổ nữa. Khi nó bắn vào mình thì nó sẽ chuyển hóa một cái lượng đam nó thành sát thương phép, nó bị phản đam lại nè, rất là khó chịu luôn. Sorry anh em. Murat kinh mới chơi rất là ảo diệu luôn nha, rất là khó chịu luôn. Nè, pha này mình chạy không nổi luôn, bị khống chế rất là khó chịu luôn. Cái phần build ngọc trong trận đấu hôm nay mình sẽ để ở trong phần mô tả video nha. Mọi người có thể xem tham khảo để nếu thấy phù hợp thì mình có thể áp dụng thử nha. Dạo này thì mình thấy cái phong cách chơi mà lên một ít máu tối đa chí mạng cũng là một cái lựa chọn khá là hợp lý cho vị tướng này. Về cái độ đột biến trong game, mình thấy một ít chí mạng sẽ làm cho nó lâu lâu nó nổ đam chí mạng, đánh thường nó sẽ ra chí mạng làm cho kẻ địch bất ngờ về cái lượng đam mình gây ra. Nhưng mà lâu lâu nó mới nổ chí mạng, tại vì mình đâu có lên full đâu, mình lên ít ít phần trăm chí mạng nên lâu lâu mới nổ thôi.
làm rất là bất ngờ luôn. Có nhiều lúc mình đánh lên chí mạng cái là rất là đau luôn nha. Mình thì câu nên mình sẽ đi đẩy lẻ và đảo lên để hỗ trợ anh em nha. Rồi pha này mình bị bao dây rồi nè, mình có sống được không? Mình lui về rồi xong bị Alistair chụp và Van Heel đứng bắn, hai đứa đứng bắn khí thế luôn mà rồi không chết nha. Rồi pha này mình có chạy thoát không? Alistair thải cho mình chiêu 1, thải chiêu 2 và mình đã chạy thoát luôn với lượng máu còn khoảng chừng 100 máu thôi. Và mấy bạn team địch thì đã dùng hết chiêu, dùng vô combo vô mình rồi nên là có lẽ nó cũng hết chiêu hết rồi. Mình đang đợi hồi cái anti và mình quay lại mình xúc nó nè. Không kịp rồi, nó chưa vô trụ hết rồi. Dạo này mình sẽ thường chơi cái huân chương tròn hơn là chơi cái giáp Gaia, tại vì cái bản ngọc của mình mình sẽ không lên bản ngọc giảm hồi chiêu nữa, nên mình lên một cái huân chương tròn để mình lấy cái lượng giảm hồi chiêu của huân chương tròn nha. Mình canh đam và mình xúc con bùa đỏ của nó nè. Địch trừng trị mà nó trừng trị trước rồi nhưng mà mình vẫn ăn kịp nha. Mục đích chơi game là đẩy trụ là win thôi, nên là mình cố gắng đẩy trụ nha. Đẩy trụ cũng là một cách để tối ưu lượng vàng cho team mình nữa. Rồi pha này mình sẽ mở combat cho team nè. Nó khống chế nhiều quá mình lướt lên không kịp luôn. Rồi một pha tốc biến của Alistair và mình ban trụ bật cho mình một chiếc chuỗi cuối và đứng giữa lòng trụ bắn 3-4 cái vẫn chưa chết nha. Ok, mình đã hạ được Alistair trong trụ luôn. Nhớ chơi hổ báo thì anh em phải biết canh đam nha, nếu mà không biết canh đam thì bay vô đó là trụ bắn sát thương cộng dồn là có khi là nằm trong đó luôn nha. Team mình cũng chết hết, team địch cũng chết hết, chỉ còn mình và bạn Murat hai người ở ngoài đây solo với nhau nè. Rách chơi cũng rất là tốt luôn. Quá là ảo diệu, mình không thể mà bắt được nó luôn. Sao có Alistair mình phải cố gắng bật chiêu cuối trước. Nếu mà không bật chiêu cuối là pha đó mình chết rồi. Nó thấy mình là nó chụp liền. Xui quá, nó chụp trúng một con câu rồi đánh mình không chết nổi. Chứ gặp mà Alistair chụp cho team nó đánh thì team mình là cỡ như team mình là không có ai có thể khả năng cầm cự nổi nha. Pha này 4 bạn team địch đang dưới mình luôn nè. Team mình thì đi khá là rời rạc và chơi cũng không có tốt lắm. Pha này mình á cao nhảy và tơ nè và không được rồi. Team mình không biết đẩy trụ nữa, chơi cứ đi lẻ và để team địch bắt xong à. Team địch thì có những vị tướng khống chế rất là cứng luôn, nên là mình á đi lẻ là rất là dễ bị bắt nha. Pha này một rất nhiều khống chế và dồn ra là mình không thể nào mà mình ra chiêu kịp, chứ mấy là mình luôn cân hai luôn pha đó luôn rồi. Ok, pha này bên y đang đứng canh xem bạn ăn trên công và bạn ấy đã nằm xuống rồi. Đây, mình mất cái con tà thần rồi. Giờ này thì Theonat bắn cũng khá là khốn luôn. Nếu mà
biết giữ vị trí và đi theo sau mình, và bạn bò thì Leonard cũng là một cái đối thủ quỷ diệt được tên bạn này. Rất là khó chịu luôn. Với cái độ làm chậm và cái gây sát thương gây ra khoảng giữa game và late game thì Theonat là một đối thủ rất là nặng ký luôn. Bắn rất là đau luôn nha. Ok, Theonat đã hạ được bạn Van Hem trên mạng rồi. Rồi, mình mất mạng luôn rồi. Pha này mình mất mạng luôn rồi mọi người. Ok, rất may còn được. Mình sẽ lui nhẹ về để hỗ trợ team mình thủ trụ nha. Mình tắt wifi luôn để mình chơi 3G cho chắc ăn nè. Ngay mấy lúc cơm bát tổng mà lại mất mạng là chết luôn. Rồi, mình lên cho mình một cái nham thuẫn để mình tránh sốc đam, cũng như là mình có thể bút giáp khi mà cần thiết để mình tồn tại dưới giao tranh nha. Pha này thì team mình nằm xuống một người rồi. Bò nằm xuống rồi, bò chơi quá rồi. Pha này mình dí theo Illumia luôn. Ok, Alistair đã tóc biến rồi. Xem mình chết hay luôn rồi, Murat quá hay luôn. Rồi, xem mình sẽ lui về và ngã Murat mới được. Murat quá là hổ báo. Ok, Murat đã nằm xuống rồi. Mười bảy của Petrova rồi. Cậu khá là dài luôn. Mình đã full đồ luôn rồi. Best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me. Nãy giờ mình vẫn tích cực đánh lộn nên mình vẫn chưa full được cái nội tại quái nha. Cố gắng đi rừng thì mình nhớ farm cho hết nội tại quái được 30 con trước cái đã, và tận dụng ăn những mục tiêu lớn khi có thể. Ok, pha này mình bật một cho mình một cái nham thuẫn lên và càng luôn tem địch luôn, ép lên tới cùng luôn. Khá là nhiều chiêu dồn ra bằng ba người, ba vị tướng cho mình, nhưng mà mình không sao, mình vẫn còn sống nha. Ok, Zafira đã hạ được bạn Ilu bên tay bạn rồi. Một con khống chế, chết đừng con khống chế, đỡ khổ rồi. Ok, pha này lính vô rồi. Thế mình biết có đẩy được cái trụ này không nữa. Ok, mình càng vô trong trụ và bị Elector chụp trong trụ. Sau khi hai người quánh mình vẫn còn sống và team mình đã dựa vào lợi thế đó và hạ được trụ nó rồi. Team địch chết 3, team mình thì còn lại còn 5 luôn. Lợi thế đang rất là cao nghiêng về cho team mình. Mà team mình lại hết lính rồi. Rất là tiếc luôn. Team mình quyết định đứng đây đợi đám lính ra luôn. Murat thì đang cố gắng tích nội tại và đang cấu rỉa. Rồi, team mình vô tới trụ luôn rồi, lính vô tới rồi. Team mình sẽ cố gắng đẩy trụ nha. Đánh trụ thôi anh em ơi. Ok, anh heo vừa ra lại đầm xuống rồi. Pha này mình cố gắng đẩy trụ, đánh là hướng và đẩy trụ nha. Ok, mình còn một cái nham thuẫn nữa, có lẽ mình sẽ bật cái nham thuẫn lên và đẩy luôn cái trụ này. Ok, với độ trâu của mình thì không cần lính luôn, mình nhận đẩy được cái trụ này rồi. Ok, và mình sẽ kết thúc trận đấu tại đây nha. Cảm ơn anh em đã xem tới cuối clip và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye bye.